Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những cập nhận mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Đài Fox News phát sóng nội dung phỏng vấn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin liên quan việc Mỹ không bật đèn xanh cho Ukraine bắn tên lửa tầm xa mà Mỹ cung cấp sang Nga. Phía Ukraine liên tục kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa mà phương Tây cung cấp để tấn công sang lãnh thổ Nga. Trao đổi với Fox News, ông Austin cho rằng ngay lúc này không cần phải dỡ bỏ các hạn chế đối với hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Mỹ Atac MS và các tên lửa tầm xa khác mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ông Austin giải thích rằng Mỹ đánh giá Ukraine có năng lực thực hiện các đòn tấn công bằng máy bay không người lái UAV nên không cần đến các hệ thống tên lửa tầm xa. Theo ông Austin, Ukraine có khả năng tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vì Kiev có năng lực rất lớn liên quan tới UAV. Tuy nhiên, ông Austin cũng nói thẳng và lưu ý rằng Nga đã điều chuyển các máy bay được sử dụng trong chiến sự ở Ukraine từ các vị trí vượt ngoài tầm bắn của Atak MS nếu các tên lửa này được bố trí trên lãnh thổ Ukraine. Bên cạnh đó, truyền thông Ukraine đưa tin Nga đang triển khai các binh sĩ thuộc lực lượng tên lửa chiến lược chuyên vận hành vũ khí hạt nhân tới Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Moscow phải đối mặt với tình trạng quân số suy giảm khi xung đột kéo dài hơn 2 năm qua. Cổng thông tin điện tử Militany của quân đội Ukraine cho rằng các binh sĩ này sẽ đóng vai trò như lực lượng bộ binh của Nga trong cuộc xung đột. Militani lưu ý, những đơn vị mới của Nga được thành lập vào cuối mùa hè năm nay và được triển khai để chiến đấu. Các đơn vị này có thể không bao gồm các chuyên gia trực tiếp chịu trách nhiệm sử dụng vũ khí hạt nhân mà chủ yếu là nhân viên hỗ trợ. Việc Nga triển khai các thành viên của lực lượng tên lửa chiến lược tới Ukraine để tăng cường nỗ lực chiến đấu diễn ra trong bối cảnh Moscow đang chịu tổn thất nặng nề. Ông William Freer, nhà nghiên cứu về an ninh tại tổ chức tư vấn hội đồng địa chiến có trụ sở tại Anh bình luận trên tờ Newsweek, cả Nga và Ukraine đều đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về quân số. Ông William Freer lưu ý, ngoài tăng cường cung cấp đạn dược, việc thay thế các binh sĩ bị thương vong là khía cạnh quan trọng thứ hai đối với cả hai bên nếu họ muốn giành chiến thắng trong cuộc xung đột tiêu hao. Mới đây, một vụ tấn công gây thương vong đã xảy ra tại trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, Tusas, gần thủ đô Ankara. Theo hãng thông tấn Anadolu, đã xảy ra vụ nổ lớn tại hiện trường kèm theo một cuộc đấu súng. Tusas là một trong những công ty quốc phòng và hàng không hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty này sản xuất Can, loại máy bay chiến đấu đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh nhiều dự án quan trọng khác. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nội vụ Ali Yelikaya mô tả đây là vụ tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở của Tusas tại Karamankazan, Ankara Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại vụ tấn công cho thấy một người đàn ông mặc thường phục, đeo ba lô và cầm một khẩu súng trường tấn công. Những hình ảnh này cũng cho thấy một người phụ nữ mang theo vũ khí. Theo Al có khoảng 15.000 người làm việc tại cơ sở TUSAS ở Karaman Kazan. Phóng viên của hãng tin này chia sẻ, có thông tin những kẻ tấn công đã xâm nhập và bắt một số công nhân làm con tin. Rõ ràng kẻ tấn công đã có thông tin về tòa nhà, lối vào. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch đã có khoảng 5 người thiệt mạng và 22 người bị thương do vụ tấn công, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cánh cổng bị hư hại và một cuộc đụng độ gần đó tại bãi đậu xe. Lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasa Guler tuyên bố Đảng Công nhân Người Quốc PKK tổ chức bị coi là khủng bố và bị cấm hoạt động đứng sau vụ việc đồng thời nhấn mạnh Ankara sẽ không ngừng truy quét cho đến khi tiêu diệt phần tử khủng bố cuối cùng. Sau vụ việc, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận quân đội nước này đã tiến hành chiến dịch không kích đáp trả nhằm vào hơn 30 mục tiêu tại khu vực phía Bắc Iraq và Syria. Thông báo của bộ này cũng khẳng định toàn bộ các mục tiêu đều bị phá hủy và chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn, song không công bố thông tin chi tiết. Cùng thời điểm, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cùng lãnh đạo nhiều nước, trong đó có Nga, Đức, Pháp, Iran – đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và người dân thổ nhĩ kỳ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố liên minh quân sự này sẽ sát cánh cùng đồng minh thổ nhĩ kỳ và cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến. Mới đây trong buổi họp báo kỷ niệm 68 năm sự kiện Hungary năm 1956 tại công viên Millennium ở Budapest, Hungary, thủ tướng Hungary Orbán. Một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Liên minh châu Âu EU đang cố gắng thay đổi chính phủ của ông và lập nên một chế độ khác tại quốc gia Trung Âu này. Những phát biểu này của Thủ tướng Oban được đưa ra trước hàng nghìn người tại Budapest, đánh dấu sự gia tăng căng thẳng giữa EU và quốc gia thành viên đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU. Thủ tướng Orbán, người từ lâu, đã bất đồng quan điểm với EU trong nhiều vấn đề, đặc biệt là các quan điểm đối với cuộc xung đột Ukraine hiện nay. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Orbán nhấn mạnh với người ủng hộ rằng chính trị Hungary độc lập là điều không thể chấp nhận được đối với Bruxelles, ám chỉ EU. Nhà lãnh đạo Hungary cũng nhấn mạnh Bruxelles đang tìm cách thay đổi chính phủ hiện tại của mình. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình và EU hiện cũng chưa phản hồi công khai những cáo buộc này mối quan hệ giữa Hungary và Liên minh châu Âu EU đã căng thẳng trong nhiều năm qua, đặc biệt là về cách Thủ tướng Hungary xử lý các thể chế dân chủ và lập trường của ông về cuộc xung đột ở Ukraine. Hungary đã nhiều lần chặn hoặc trì hoãn các biện pháp của EU nhằm hỗ trợ Ukraine và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, khiến cho nhiều lãnh đạo trong khối chỉ trích ông Orbán không vì lợi ích của các đồng minh EU và NATO thủ tướng orbán cũng đã bất đồng quan điểm với các nhà lãnh đạo eu khác khi tranh luận về lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình ở ukraine khiến nhiều người cho rằng ông đang ủng hộ lợi ích của nga và quay lưng lại với các đối tác eu và nato trong khi đó eu đã giữ lại hàng tỷ đô la hỗ trợ tài chính cho hungary vì cáo buộc vi phạm pháp luật thậm chí một số nhà lập pháp của khối này đã nhiều lần đề xuất tước quyền bỏ phiếu của hungary vì các vấn đề liên quan tới dân chủ những lời lẽ ngày càng gay gắt của Thủ tướng Hungary chống lại EU được coi là một phần trong chiến lược của ông nhằm khơi dậy tinh thần dân tộc trong nước, đặc biệt là khi đảng Fidesz cầm quyền đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phe đối lập mới nổi. Chính phủ của ông Orbán đã phải chịu những thất bại do vấn đề lạm phát, bê bối và áp lực từ phong trào đối lập do ông Peter Magia đứng đầu. Với cuộc bầu cử quốc gia đang đến gần vào năm 2026, ông Orbán dường như muốn củng cố lại cơ sở của mình bằng cách tìm kiếm các sự ủng hộ đối với những mối đe dọa chung từ bên ngoài. tờ Financial Times đưa tin, các công ty quốc phòng hàng đầu thế giới đang đầu tư mạnh vào việc phát triển vũ khí laser chi phí thấp để đối phó với thiết bị bay không người lái UAV. Ấn phẩm này nhấn mạnh, các công ty quốc phòng đang đẩy nhanh kế hoạch phát triển vũ khí laser chi phí thấp khi quân đội trên khắp thế giới đang tìm cách ứng phó với UAV. Financial Times lưu ý chúng ta đang nói về các nhà thầu hàng đầu như Tập đoàn Quốc phòng và Hàng không vũ trụ Mỹ RTX, Công ty Quốc phòng Đa quốc gia QinetiQ của Anh, nhà thiết kế và sản xuất hệ thống tên lửa MBDA hàng đầu châu Âu, các công ty được cho là đang đầu tư mạnh và các công ty tiền tiến từng có một thời gian dài được coi là khoa học viễn tưởng hơn là thực tế. Theo ấn phẩm cuộc đua phát triển vũ khí có chùm tia laser có thể cắt xuyên kiềm loại và phá hủy các thiết bị điện tử đã trở nên cấp bách khi chính phủ các nước đang cố gắng tìm ra những cách tiết kiệm chi phí hơn để chống lại uav và tên lửa các chuyên gia nhận định sự gia tăng xung đột bằng uav đã làm nổi bật sự bất cân xứng về chi phí mà các chiến lược xa quân sự phải đối mặt khi chi tiêu phòng thủ vượt quá chi tiêu tấn công tuy nhiên các chuyên gia cho rằng ngay cả khi công nghệ này đã được phát triển hoàn chỉnh Vũ khí laser và các vũ khí năng lượng định hướng khác vẫn nên được xem như một khả năng bổ sung trên chiến trường, chứ không phải là thuốc chữa bách bệnh. Mặc dù việc phát triển vũ khí laser vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng kết quả đầu tiên đã được ghi nhận. Theo đó, RTX Corporation đã thử nghiệm thành công một số nguyên mẫu tại khu huấn luyện quân sự, cho thấy độ chính xác cao khi bắn hạ máy bay không người lái và các mục tiêu nhỏ trên không. Công ty Kinetiq của anh cũng thể hiện những thành tựu của mình trong lĩnh vực này. Vũ khí laser của Kinetiq đã đánh chặn thành công các máy bay không người lái trong điều kiện chiến đấu thực tế. Vào tháng 4 vừa qua, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển laser Dragon Fire. Vũ khí này hiện sẽ được triển khai trên các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh vào năm 2027, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch ban đầu. Dragon Fire được thiết kế để có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào có thể nhìn thấy được. Bộ Quốc phòng Anh mô tả đây là loại tia laser quân sự tiên tiến trong tương lai, đồng thời tiết lộ độ chính xác mà Dragonfire đạt được thể hiện bằng khả năng bắn trúng đồng xu một bảng Anh từ khoảng cách 1.000m. Mới đây, phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga Belarus ở Minsk, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belusov cho biết, năm nay, NATO đã tổ chức một loạt các cuộc tập trận lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh trong đó có các kịch bản về một cuộc xung đột toàn diện với Nga và đồng minh. Số lượng binh sĩ của liên minh đang tăng lên cùng các hoạt động huấn luyện, chiến đấu và tình báo. Theo ông Belousov, Minsk và Moscow đang tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh áp lực gia tăng từ các nước phương Tây cũng như các hoạt động thù địch của NATO gần biên giới nhà nước liên minh Nga Belarus. Cũng tại cuộc họp, Bộ Quốc phòng Nga và Belarus đã ban hành một kế hoạch hợp tác song phương mới bao gồm hơn 160 sự kiện chung Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Krenin nói các thành viên hội đồng đã thảo luận về hợp tác quân sự kỹ thuật và thực hiện các chương trình của nhà nước Liên minh. Ngoài ra, kế hoạch cho các cuộc tập trận quân sự chung Japad 2025 của lực lượng Belarus và Nga đã được thống nhất. Ông Krenin khẳng định rằng lập trường của Bộ Quốc phòng Nga và Belarus thống nhất trong mọi lĩnh vực. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nói tôi muốn nhấn mạnh sự hiểu biết lẫn nhau, sự thống nhất về lập trường, về quan điểm đối với mọi vấn đề. Theo ông Krenin, triển vọng phát triển hợp tác quân sự Nga-Belarus đã được xác định rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc thực hiện hiệu quả tất cả các hoạt động đã lên kế hoạch sẽ tiếp tục nâng cao năng lực phòng thủ của nhà nước liên minh. Ở một diễn biến khác, đài RT đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã triệu tập đại sứ Đức tại Moscow, ông Alexander Graf Lamsdorff, để phản đối việc Đức cho phép tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương NATO lập một sở chỉ huy hải quân mới ở Đức. Theo đó, bộ trưởng quốc phòng Đức Boris Pistorius đã dự lễ khánh thành sở chỉ huy hải quân ở thành phố Rostock, miền đông Đức, giáp biển Baltic. Tại buổi lễ, ông Pistorius mô tả biển Baltic là hành lang cho thương mại, có khả năng cơ động quân sự và an ninh năng lượng và là tiền tuyến phòng thủ tập thể có thể chống lại các mối đe dọa đang phát triển. Bộ trưởng Quốc phòng Đức lưu ý rằng tầm quan trọng của khu vực này đã tăng lên do hoạt động của Nga ở khu vực lân cận của chúng ta. Sau lễ khánh thành, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Lambsdorff để phản đối động thái mà Moscow mô tả là chương trình hướng tới việc xem xét lại kết quả của Thế chiến hay và hướng tới quân sự hóa nước Đức. Moscow cho rằng động thái của Đức vi phạm các điều khoản của Hiệp ước Hai cộng 4 năm 1990 về cấm đồn trú quân đội NATO trên lãnh thổ Đông Đức cũ. Nga yêu cầu Đức phải đưa ra lời giải thích toàn diện và ngay lập tức, đồng thời so sánh việc thành lập sở chỉ huy trên với việc chùm phát xít Adolf Hitler tái quân sự hóa vùng Rhineland, Đức vào năm 1936, động thái được coi là phát pháo mở đầu cho Thế chiến thứ hai. Trong trường hợp ông Trump trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng tới, một cuộc chiến thương mại lớn và đầy đủ sự do so có thể sẽ bùng nổ, và lần này, EU đã chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ. Một trong những bước đi quan trọng của EU là thành lập lực lượng phản ứng nhanh, được đặt ngay tại trung tâm ba điều hành của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Bruxelles. Nhóm này đã được chuẩn bị để đối phó với cả hai kịch bản, Đảng Dân Chủ hoặc Đảng Cộng Hòa thắng cử. Tuy nhiên, trọng tâm rõ ràng là chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Trump quay lại với chiến lược thương mại cứng rắn hơn. Động thái trên cho thấy nếu ông Trump tái đắc cử và áp đặt các mức thuế mới, EU sẽ không khoản nhượng. Bruxelles đã chuẩn bị một danh sách các biện pháp trả đũa mạnh mẽ nhằm tạo áp lực buộc ông Trump phải ngồi vào bàn đàm phán ngay từ đầu. Có thể nói một trong những thay đổi lớn nhất sau nhiệm kỳ đầu của ông Trump là sự đoàn kết mạnh mẽ giữa các nước thành viên EU trong việc đối phó với các thách thức thương mại từ Mỹ. Ủy ban châu Âu đã đóng vai trò chủ đạo trong việc phối hợp chiến lược, đảm bảo rằng toàn bộ khối sẽ phản ứng thống nhất. Một nhà ngoại giao cấp cao từ Bruxelles khẳng định, Bruxelles đã chuẩn bị sẵn sàng một danh sách các biện pháp trả đũa mạnh mẽ và chúng tôi tự tin rằng có thể chiến thắng trong cuộc chiến thương mại này. Một trong những điểm nóng trong cuộc chiến thương mại tiềm tàng này chính là ngành công nghiệp ô tô của Đức. Ông Trump đã từng đe dọa áp thuế từ 10% đến 20% lên các sản phẩm của ngành công nghiệp ô tô Đức trong nhiệm kỳ đầu tiên và tuyên bố sẽ phá hủy ngành công nghiệp này để buộc các doanh nghiệp chuyển sản xuất sang Mỹ. Đối với ông Trump, việc áp thuế lên ô tô không chỉ giúp giảm thâm hụt thương mại của Mỹ mà còn là một đòn bẩy để đạt được các thỏa thuận thương mại có lợi cho Washington. Sự đe dọa trên đã khiến các nhà sản xuất như Volkswagen, BMW và Daimler lo ngại. Ngành công nghiệp ô tô Đức không chỉ quan trọng đối với nền kinh tế Đức mà còn có mối liên kết chặt chẽ với nhiều nền kinh tế khác trong EU. Một cuộc chiến thương mại với Mỹ sẽ gây thiệt hại lớn, không chỉ với Đức mà còn với toàn bộ chuỗi cung ứng ở EU. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của EU không phải là kéo dài cuộc chiến thương mại mà là nhanh chóng đàm phán một thỏa thuận. Các nhà ngoại giao EU tin rằng, dù có thể rất quyết liệt trong việc áp thuế, ông Trump vẫn là một người đàm phán thỏa thuận bẩm sinh. Minh chứng là ông Trump từng đàm phán lại hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, NAFTA với Mexico và Canada, cũng như đạt được các thỏa thuận với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Trên cơ sở đó, EU đang dự đoán rằng một phần trong các cuộc đàm phán này sẽ liên quan đến việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa EU và Mỹ về vấn đề Trung Quốc. Ông Trump từng thể hiện sự quan tâm đến việc đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng Trung Quốc và EU có thể tận dụng điều này để làm đòn bẩy trong các cuộc thương lượng. Mặc dù vậy, EU hiểu rằng thời gian không đứng về phía mình. Ngay sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc, Brussels sẽ phải hành động nhanh chóng để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Hiện tại, cuộc chiến thép giữa EU và Mỹ đã được tạm dừng sau khi lệnh đình chỉ thuế quan của EU kéo dài thêm 15 tháng vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, lệnh này sẽ hết hiệu lực vào tháng 3 năm tới, ngay sau khi Tổng thống Mỹ tiếp tục nhậm chức. Dù ông Trump hay bà Kamala Harris có lên cầm quyền, EU vẫn sẽ phải tính toán lại các chiến lược thương mại của mình. Kết quả thăm dò ý kiến cử tri công bố mới đây cho thấy, nhiều khả năng Đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát thượng viện từ tay Đảng Dân chủ trong mùa thu này. Kết quả của cuộc thăm dò do báo The New York Times, Đại học Siena thực hiện cho thấy, Đảng Cộng hòa đang dẫn trước Đảng Dân chủ trong các cuộc đua vào thượng viện Mỹ ở các bang Montana, Texas và Florida. Hiện tại Đảng Dân chủ đang nắm giữ 51 ghế tại Thượng viện. Tuy nhiên, việc thượng nghị sĩ Joe Manchin bang West Virginia quyết định không tái tranh cử đã khiến Đảng Dân chủ đối mặt với nguy cơ mất thêm một ghế. Hy vọng duy nhất của đảng này là duy trì thế cân bằng 50-50. Trong khi đó, thượng nghị sĩ John Tester của bang Montana, một trong những đảng viên dân chủ gặp khó khăn nhất, đang tụt lại phía sau đối thủ Cộng hòa là Tim Sheehy, một doanh nhân giàu có và cựu lính đặc nhiệm hải quân SEAL, với tỷ lệ 52% so với 44%. Bang Montana với dân số khoảng 1,1 triệu người đã chứng kiến lượng tiền khổng lồ đổ vào cuộc đua tranh cử vào thượng viện năm nay. Theo số liệu thống kê, hơn 265 triệu đô la Mỹ đã được chi cho quảng cáo trên truyền hình liên quan đến cuộc đua này. Tại Montana, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống Kamala Harris với cách biệt lớn là 57% so với 40%. Điều này tương tự như lợi thế của Thống đốc Greg Jenford của Đảng Cộng Hòa trước đối thủ dân chủ là Ryan Bush, 57% so với 35%. Còn tại Texas, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Đảng Cộng hòa đang dẫn trước đối thủ dân chủ là Colin Allred với tỷ lệ 48% so với 44%. Tại Florida, thượng nghị sĩ Rick Scott của Đảng Cộng hòa đang dẫn trước đối thủ Debbie Mukasey Power của Đảng Dân chủ với tỷ lệ là 49% so với 40%. Hồi tháng 6, chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã gặp các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa để bắt tay vào nghị trình đầy tham vọng có thể áp dụng nếu như ông Donald Trump tái đắc cử và Đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát thượng viện. Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang ngày càng tự tin về viễn cảnh ứng viên của Đảng này là ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng vào tháng 11 cũng như khả năng chiến thắng của Đảng này trên đường đua lưỡng viện quốc hội. Sự tự tin này dựa trên thực tế tỷ lệ người dân ủng hộ tổng thống Joe Biden đang thấp và họ muốn xây dựng nghị trình làm việc ngay từ bây giờ để sẵn sàng cho sự chuyển giao quyền lực vào tháng 1 năm 2025. Cảm thấy thế đa số đang trong tầm tay, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bắt tay xây dựng nghị trình mới một khi kiểm soát Thượng viện. Thượng nghị sĩ John Cornyn của bang Texas, người chạy đua để trở thành thủ lĩnh Đảng Cộng Hòa kế tiếp tại Thượng viện, liệt kê những mục tiêu của ông trong trường hợp Đảng Cộng Hòa kiểm soát Nhà Trắng lẫn Quốc hội trong năm sau. Theo kế hoạch thì phe Cộng hòa tại thượng viện muốn tiếp tục việc cắt giảm thuế từ thời ông Trump làm tổng thống, tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, giảm những khoản chi bắt buộc của chính phủ để giảm nợ công. Mới đây, tập đoàn phát triển phần mềm Microsoft đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ các nhóm tin tặc liên quan tới Iran sẽ tấn công vào các trang web bầu cử của Mỹ. Bản báo cáo được Trung tâm phân tích mối đe dọa của Microsoft, MTAC viết rằng Iran bất chấp những căng thẳng gần đây với Israel vẫn tiếp tục những nỗ lực gây ảnh hưởng tới người dân Mỹ, trong khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đang đến rất gần. Trang tin Al Arabiya dẫn một đoạn trong thông cáo viết: Gần đây, MTAC đã theo dõi các hoạt động của Iran được ngụy trang với tên gọi là Boost Nelsman nhằm kêu gọi người dân Mỹ hãy tẩy chay cuộc bầu cử vì sự ủng hộ của các ứng viên cộng hòa và dân chủ dành cho Israel việc nhóm này trước đây từng kích động các cuộc biểu tình tại nhiều trường đại học là minh chứng cho việc họ dùng các vấn đề xã hội để gieo rắc xung đột ở mỹ thông cáo viết thêm ngoài ra nhóm tin tặc iran bị microsoft theo dõi có tên là cotton sandstorm đã thực hiện một số hoạt động do thám nhằm vào nhiều trang web bầu cử của mỹ có khả năng đây là một sự chuẩn bị cho những hoạt động gây ảnh hưởng trực tiếp khi ngày bầu cử đang đến gần Đại diện Iran tại Liên hợp quốc sau đó cùng ngày đã gọi những thông tin trên của Microsoft về cơ bản là vô căn cứ và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Người này nói, Iran không có động cơ hay ý định can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Trước đó vào cuối tháng 6, một tài khoản từ Iran cố ý đột nhập vào dữ liệu của một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Về chi tiết của vụ tấn công đó là một email được gửi từ nhóm tình báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đến một quan chức cấp cao của Mỹ. Trong email có chứa đường link mà một khi nhấp vào là sẽ có thể mở quyền truy cập cho IRGC. Tin tạc thực hiện không thành công vụ tấn công này vì Microsoft đã thông báo kịp thời cho quan chức đó. Ngay sau đó thì những quan chức tình báo Mỹ cũng công bố một báo cáo, trong đó có những cáo buộc về việc Iran sử dụng nhiều tài khoản truyền thông xã hội để gieo rắc bất hòa chính trị ở Mỹ. Ngoài ra, tại thời điểm đó, Microsoft còn phát hiện thêm một hình thức có dấu hiệu gây nhiễu loạn chính trị ở Mỹ cũng bắt nguồn từ địa chỉ của Iran. Đó là những trang web được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo có tên là Savannaham và NeoThinker, chuyên đưa tin về những vấn đề chính trị ở Mỹ. Dù có nhiều bất đồng trong cách xử lý vấn đề Ukraine, nhưng đối với cuộc xung đột ở Trung Đông, ông Trump và bà Harris lại bất ngờ tìm thấy tiếng nói chung. Có nhiều lý do để Mỹ duy trì quan điểm đối ngoại gần như đồng nhất với Israel qua nhiều đời tổng thống, đặc biệt khi đường đua tranh cử đang tiến gần về đích. Được biết, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục bất đồng quan điểm về chính sách của Mỹ đối với quốc gia Đông Âu này. Bà Harris cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đối ngoại của chính quyền Joe Biden, bao gồm hỗ trợ Ukraine và ngăn tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tham gia trực tiếp vào cuộc chiến với Nga. Ngược lại, ông Trump tỏ ra mơ hồ về mức độ hỗ trợ của Mỹ trong tương lai dành cho Ukraine. Cựu Tổng thống Trump từng nhiều lần chỉ trích chính quyền của ông Biden vì đã gửi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Từ nhận xét của mối quan hệ gần gũi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, ông Trump khẳng định sẽ kết thúc xung đột ngay sau khi đắc cử. Tuy nhiên, có vẻ như Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã tìm thấy tiếng nói chung trong vấn đề Gaza. Lưỡng đảng đều ủng hộ cái mà họ gọi là quyền tự vệ của Israel bằng cách tiếp tục dòng chảy viện trợ cho nước này. Trong khi ông Donald Trump khẳng định sẽ để Israel hoàn thành công việc ở Gaza, bà Kamala Harris sẽ tiếp tục đổi sách của chính quyền đương nhiệm là cung cấp cho Israel mọi thứ mà Tel Aviv cần. Theo báo cáo của Viện Watson, thuộc Đại học Brown, Nhà Trắng đã cung cấp cho Israel 17,9 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự riêng lẻ kể từ cuộc tấn công do Hamas vào giải Gaza ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đây được xem là số tiền kỷ lục kể từ khi hai nước thành lập quan hệ ngoại giao. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở New Jersey, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump chỉ trích đối thủ ở Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris vì luôn đề nghị ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Ông nói, khi tôi trở lại phòng bầu dục, tôi sẽ ủng hộ quyền của Israel giành chiến thắng trong cuộc xung đột chống lại các mối đe dọa. Họ phải có quyền giành chiến thắng trong cuộc xung đột như vậy. Trước đó, bà Harris cũng nhiều lần đồng thuận với lập trường của Tổng thống Joe Biden về ủng hộ Israel, bác bỏ lời kêu gọi của một số thành viên đảng Dân Chủ rằng Washington nên cân nhắc lại việc gửi vũ khí cho Israel vì cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Khi lực lượng Israel sát hại thủ lĩnh Hamas Zahia Sinwar, được cho là chủ mưu vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào tuần trước. Nhiều người ở trong và ngoài Israel hy vọng đó có thể là thời điểm Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến thắng và thu hẹp quy mô hoạt động ở Gaza với hy vọng đảm bảo lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin. Nhưng một tuần sau sự ra đi của ông Sinh ngày càng rõ là họ đã sai. Ông Netanyahu là thủ tướng tại vị lâu nhất của Israel, đang lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc giao tranh dài nhất từ trước đến nay các đồng minh quốc tế của Israel cũng như nhiều người trong nước đang gây sức ép buộc ông Netanyahu chấm dứt cuộc xung đột đó ngay lúc này. Chỉ ra rằng vụ ám sát ông Sinwa diễn ra sau những thành công quân sự khác. Đáng chú ý nhất là vụ tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Nhưng thay vào đó, ông Netanyahu thề sẽ tiếp tục chiến đấu khiến thế giới đoán ra đoán non về mục tiêu cuối cùng của ông. Thủ tướng Israel đã ám chỉ rằng tham vọng của mình có thể vượt xa việc đè bẹp Hamas và Hezbollah hai mối đe dọa cấp bách nhất mà Tel Aviv đang phải đối mặt. Ông cho biết vụ ám sát Narala là một bước đi cần thiết hướng tới việc thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực trong nhiều năm tới. Quan điểm này đã làm dấy lên lo ngại về ý định của ông đẩy Israel vào cuộc đối đầu trực tiếp với Iran. Israel và Iran hiện đang ở rất gần một cuộc gia tăng căng thẳng lớn khác sau khi Iran phóng một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo lớn vào Israel vào ngày 1 tháng 10. Ông Netanyahu ngay lập tức thề sẽ trả đũa nhưng ba tuần sau thế giới vẫn đang chờ xem israel sẽ làm gì tiếp theo mỹ và các đồng minh khác đã thúc giục ông netanyahu kiềm chế và tranh tấn công các tài sản hạt nhân và dầu mỏ của iran nhưng không rõ liệu họ có thành công hay không thủ tướng netanyahu đã công khai tuyên bố rằng ông muốn quân đội của mình loại bỏ các lực lượng ủy nhiệm của iran đang gây ra mối đe dọa trực tiếp nhất đối với israel đó là hamas ở gaza và hezbollah ở miền nam liban nhưng ngày càng rõ ràng rằng điều đó có thể không thể đạt được Tình hình hiện tại ở phía Bắc Gaza cho thấy lý do tại sao quân đội Israel đã rút khỏi khu vực này hai lần sau khi cả hai lần đều tuyên bố rằng họ đã đánh bại Hamas ở đó. Tuy nhiên, đầu tháng này, lực lượng phòng vệ Israel đã tiến vào một lần nữa sau khi tuyên bố có dấu hiệu Hamas tái xuất hiện trong khu vực. Việc ông Netanyahu còn do dự chưa ký kết thỏa thuận ngừng bắn, ngay cả sau khi giành được một số chiến thắng quân sự, đã khiến nhiều người ở Israel tức giận. Các cuộc biểu tình hàng tuần chống lại ông và chính phủ Israel lại tiếp tục yêu cầu một thỏa thuận với Hamas nhằm đảm bảo việc thả 101 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza. Theo các nhà phân tích, ông Netanyahu đang chơi một trò chơi phức tạp, cố gắng cân bằng các yêu cầu mâu thuẫn của nhiều đồng minh mà ông không thể để mất. Tỷ lệ ủng hộ ông Netanyahu đã cải thiện trong năm qua nhưng không đủ để ông có thể kêu gọi một cuộc bầu cử mới và giành chiến thắng, vì vậy ông đã bị mắc kẹt. Theo báo cáo về chi phí kinh tế của cuộc xung đột do Hội nghị Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD thiết lập. Cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã tàn phá những gì còn sót lại của nền kinh tế và cơ sở hạ tầng ở Gaza. Báo cáo đã được trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng trước, cho biết hoạt động kinh tế ở Gaza vốn đã suy yếu trước xung đột, đã bị đình trệ, ngoại trừ các dịch vụ y tế và thực phẩm nhân đạo tối thiểu được cung cấp trong điều kiện thiếu nước, nhiên liệu và điện trầm trọng hạn chế đáng kể khả năng tiếp cận của người dân. Tốc độ tăng trưởng xây dựng cũng giảm 96%, sản lượng nông nghiệp giảm 93%, sản xuất giảm 92% và sản lượng ngành dịch vụ giảm 76%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng tới 81,7% trong quý đầu tiên của năm 2024 và có khả năng sẽ trở nên tồi tệ hơn hoặc kéo dài trong bối cảnh hoạt động quân sự vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Báo cáo nhấn mạnh, các hoạt động quân sự dữ dội ở Gaza đã gây ra thảm họa nhân đạo môi trường và xã hội chưa từng có, đẩy Gaza từ tình trạng suy thoái đến sự hủy hoại hoàn toàn. Những hậu quả sâu rộng đó sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới và có thể mất nhiều thập kỷ để đưa Gaza trở lại nguyên trạng trước đây. Theo báo cáo, nếu các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, phải mất 350 năm nữa Gaza mới khôi phục được tổng sản phẩm quốc nội GDP về mức năm 2022. Báo cáo cho biết cuộc xung đột hiện nay ở Gaza diễn ra sau giai đoạn năm 2007 đến 2022. Khi nền kinh tế của Gaza vốn đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do những hạn chế mà Israel áp đặt, Liên hợp quốc nhấn mạnh doanh thu bị mất do các hạn chế và hoạt động quân sự là rất khủng khiếp. Theo ước tính kỹ lưỡng được mô tả trong báo cáo hiện tại, nếu không có những hạn chế đó, ước tính đến cuối năm 2023, GDP của Gaza sẽ cao hơn trung bình 77,6% so với mức thực tế. Trong ba quý đầu năm 2023, trước khi xung đột nổ ra, nền kinh tế Gaza đã suy thoái với tốc độ hàng năm khoảng 3% nền kinh tế suy thoái 22,6% trong năm 2023 nói chung, trong đó 90% mức giảm này xảy ra trong quý 4. Báo cáo cho biết đến cuối tháng 7 năm 2024, 88% các tòa nhà trường học đã bị hư hại, 21 trong số 36 bệnh viện ngừng hoạt động và 45 trong số 105 cơ sở y tế cơ sở không hoạt động. Hơn 62% các tòa nhà dân cư bị hư hại hoặc phá hủy, trên 59% cơ sở hạ tầng của ngành nước, vệ sinh cũng bị thiệt hại nặng nề. UNCTAD cho biết trong quý 4 năm 2023, Gaza đã ghi nhận tình trạng suy thoái kinh tế lớn nhất trong lịch sử gần đây. GDP giảm 80,8% so với quý 2 năm 2023 và giảm 81,4% so với cùng kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông chưa nắm được bằng chứng về cáo buộc của Israel rằng có hầm ngầm chứa đầy tiền mặt của Hezbollah dưới một bệnh viện ở Beirut. Ông nói, chúng tôi chưa nắm được bằng chứng về điều đó ở thời điểm này, nhưng như bạn biết, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Israel để hiểu rõ hơn về những gì họ đang theo đuổi. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, trước đó cáo buộc rằng Hezbollah đã cất giấu hàng trăm triệu đô la Mỹ tiền mặt và vàng trong hầm dưới bệnh viện Al-Shahel ở Beirut. Tuy nhiên, IDF cho biết họ sẽ không tấn công cơ sở này. Cách đây ít hôm, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF, đã thông báo không quân Israel đã tung đòn tấn công chính xác vào các trung tâm tài chính của Hezbollah. Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là một hầm ngầm chứa hàng chục triệu đô la Mỹ tiền mặt và vàng. Số tiền này được sử dụng để tài trợ cho các cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel. Ông Hagari sau đó đã giải mật thông tin tình báo của IDF, tiết lộ về một hầm ngầm chứa khoảng 500 triệu đô la Mỹ tiền vàng của Hezbollah nằm bên dưới một bệnh viện ở phía nam beirut liban ông hagari nói số tiền này vẫn có thể được dùng để tái thiết liban phía idf khẳng định sẽ không tập kích bệnh viện sahel nhưng kêu gọi các tổ chức quốc tế ngăn chặn hezbollah sử dụng số tiền này cho các hoạt động tấn công israel chuẩn đô đốc daniel hagari còn cáo buộc lãnh đạo hezbollah ông sayed hassan nasrallah đã xây dựng hầm ngầm này theo ông hagari hầm ngầm bên dưới bệnh viện al sahel được thiết kế dành cho các cuộc ẩn náu dài ngày vào tháng 9, IDF đã triển khai một cuộc tấn công lớn tại Beirut, giết chết ông Hassan Nasrallah. Về phần mình, ông Fadi Alame, giám đốc của Bệnh viện Al-Sahel, nói với hãng thông tấn Reuters của Anh rằng Israel đang đưa ra những tuyên bố sai sự thật, đồng thời kêu gọi quân đội Liban kiểm tra và chứng minh rằng bệnh viện chỉ có phòng phẫu thuật, bệnh nhân và nhà xác. Tờ Times of Israel đưa tin, Bệnh viện Al-Sahel đã mở cửa đón các nhà báo vào tham quan tự do sau tuyên bố của IDF. Trong khi đó, các nhà báo tham quan bệnh viện Al-Sahel tuyên bố họ không thấy bằng chứng nào về hầm ngầm chứa tiền của Hezbollah. Vừa qua, nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Liban đã tuyên bố bắn nhiều tên lửa vào một căn cứ tình báo quân sự của lực lượng phòng vệ Israel IDF ở vùng ngoại ô Tel Aviv. Sau đó, báo Times of Israel trích dẫn tuyên bố mới của Hezbollah cho hay Mục tiêu trong vụ tấn công bằng tên lửa này là căn cứ Glilot của đơn vị tình báo quân sự 8200 thuộc IDF. Động thái nhằm đáp trả các vụ oanh tạc của quân đội Israel vào thành trì của nhóm ở phía nam thủ đô Beirut của Liban. Đáng chú ý, cuộc tập kích khiến còi báo động ở Tel Aviv vang lên, đúng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken có mặt ở thành phố này. Còi báo động khiến một số quan chức ngoại giao Mỹ cấp cao cùng đoàn báo chí tháp tùng Ngoại trưởng Blinken phải vội vã rời khỏi khu vực ăn sáng trong khách sạn để chạy xuống hầm trú ẩn. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông của ông Blinken nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn và cũng là lần thứ 11 ông đến khu vực này kể từ khi nổ ra xung đột ở giải Gaza hồi tháng 10 năm ngoái. Trước đó, IDF thông báo đã bắn chặn thành công hai tên lửa tầm xa phóng từ Liban về phía Aviv. Truyền thông Israel đưa tin các mảnh vỡ tên lửa trong vụ tấn công xuyên biên giới vào vùng biển Hesliya của nước này đã khiến một phụ nữ bị thương nhẹ và gây ra một số hư hại nhỏ khác. Nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã thừa nhận đã phóng UAV tấn công các mục tiêu quan trọng ở thành phố Elat trước đó, nhưng chưa nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tập kích rocket vào Tel Aviv vừa qua. Trong một thông điệp riêng rẽ đăng tải trên Telegram, IDF tuyên bố đã loại bỏ một nhân vật cấp cao nữa của Hezbollah là Khalil Mohammad Amhad. Theo các giới chức Israel, Amhad là một đặc vụ khủng bố, một chuyên gia trọng yếu trong đơn vị không quân của Hezbollah, lực lượng chịu trách nhiệm phát triển và phóng các máy bay không người lái UAV giải chất nổ cũng như thu thập thông tin tình báo ở Israel. IDF nói đã hạ sát nhân vật này ở Hermel, đông bắc Liban. Hezbollah hiện chưa lên tiếng bình luận trước thông tin trên. Trong khi đó, các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập vụ việc. Tình hình Trung Đông đang nóng lên khi xung đột giữa Israel và các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn trong khu vực ngày càng căng thẳng. Tel Aviv còn tăng cường tấn công nhóm Hezbollah ở Liban khi liên tiếp hạ các thành viên cấp cao của nhóm này.